là cận cảnh nuôi ong dế tại Sơn La các bác nhé. Đây là tổ ong dế này, ta nuôi mấy tháng đồng hồ, nuôi vào cái thùng gỗ này, trong mỗi thùng gỗ vuông khoảng 1,5 mét, trên có lợp cái bloom cây che nắng. Và đây là ong dế người ta thả cái thùng vào đây, người ta nuôi đây này, quay cận cảnh này, nhìn nhiều ong không? Đấy, cửa tổ này. Đấy. Đây ha. Đấy là người ta nuôi. Con ong dế là loại ong giá trị kinh tế nhất hiện nay. Đây, còn ở đây. Bò đầy như này. Soi cả này. Đấy. Các bác xem. Đây là một cái nghề mới có giá trị kinh tế rất là cao. Tôi không phải chuyên môn ong, lại gần sợ nó đốt nguy hiểm lắm. Đây, con đây này. Con này là con to, con bằng ngón tay. Đấy. Con đi vào tấp nập cái cửa tổ dưới kia. Nghề này nếu bác nào có nhu cầu tham khảo nuôi thì đến đây hướng dẫn cho rất là nhiệt tình, nuôi chi tiết nhiệt tình luôn. Thùng gỗ này. Tổ này đến mùa thu hoạch nhộng khoảng 50 cân. Còn ong đây lại tấp nập. Bay theo ngầm. Quá nguy hiểm. Giá nhiều anh? Rồi, giá thôi. Tôi rút thôi.